Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của Hân nha các bạn. Thì hôm bữa giờ cái kênh của Hân nó bị xém bị block giờ kiếm tiền luôn các bạn. Hiện tại là còn 30 ngày nữa mà Hân cố gắng nha các bạn. Thì hôm bữa cũng có con thằng cùng cái thằng em bán gà, nên là nãy giờ Hân đi bộ từ nhà Hân vô trong cái chỗ thằng em nó bán này nha các bạn. Thì hôm nay là mình muốn xuống là nhờ thằng em nó hỗ trợ mình để mà con một phần con dành cho team mình nha. Cái quán nhỏ nhỏ của nó phía bên kia. Cái giọng của Hân nó hơi khàn á. Nên là mọi người nghe mà khó chịu thì cũng đừng có buồn tội Hân nha. Hello em. Dạ chào anh. Đồ anh em đồ AC. Wow. Chưa, tự nhiên mình vô đây mình đang tính mình cho là mình thấy màu nhậu dưới đây chắc Linh buông thùng bìa xuống táp cho rồi làm nhiều người. Wow. Nghe bạn hả? À, anh trai đồ đơn kia điện thoại bạn gái hoàng gái alo alo bà nậu mày gọi. Đây nha các bạn, ông tròn, tròn. Ông chú trẻ. Dạ chào anh. Dài tình hình dài nha mọi người. Thì hôm bữa cái vụ gà thì chắc em cũng đau bụng đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó biết mình quá mà giờ biết quá rồi. Nhưng mà bây giờ anh có một cái màn tròn đây nè, giờ em giúp anh chút được không? Dạ được anh. Được, uy tín uy tín của đồ bay phê bị diễn sâu nghe, uy tín chất lượng, cái mặt em chất lượng như thế này mà đúng rồi, mặt mà giống như sao vậy mà ngày chỉ nên tâm xéo các bạn, cái đoạn mà giật ngực giật nhất rồi là nó ok mọi người nha. Bây giờ mình sẽ gọi mấy đầu chì nó tới nha các bạn, rồi xong rồi sẽ trôn tụi nó một vố. Mọi người theo chân mình với thằng em do chú gà một quán nhậu rất là to nha các bạn. Nói chung là khu đất đây, toàn bộ khu đất đây là của nó hết. Chị thích ngầu đâu ngầu đen được, xuống dưới ruộng sâu dần được nha các bạn. Chung là chỗ nào cũng có thưởng cầu được nha. Mọi người theo trong rồi nha. Wow, đồ mày máu dữ bay. Ở đâu rồi? Anh ở đâu rồi? Hử? Ở đâu rồi? Thiệt vậy? Đâu đây ngầu, biết gớ được ngầu vua chúa ông, vua chúa của nhà ông. Má tao nhìn mặt mày tao ngứa gan dưới nè. Em đây chơi em nhìn mặt nó lại muốn. Mà sao ấy tình hình em vô này vậy hả? Máu như lên luôn á. Ê. Nãy giờ đi uống nước. Sao kia nữa? Mà uống như ngày uống như chồng. Nãy giờ uống đi hả? Im nó chậu quá. Má tính ra tao tưởng mày hiền chứ mày đâu có hiền đâu Nam. Hiền á? Đá màu hiền, cái mặt đá màu hiền. Uầy dồ, thầu đeo. Chúng làm gì trưa nắng chiều mát đồ cũng gọi réo in ổn mệt. Ngứa gan mà tôi gọi được không? Làm gì ngứa gan tôi cái chọc ghẹo gì ông đâu. Bây giờ do giờ à dày được không? Nói đừng có nói đâu xa. Bây giờ là anh có cái màn tôn đây. Tôn gì? Hề gưa lắm. Mà giờ anh phải nhờ con bé Hà. Bé Hà. Sao anh? Bây giờ em có thể giúp anh tôn màn tôn đây được không? Tôn này anh. Thôi thiệt, nãy giờ nhờ chủ quán này, anh thanh niên đẹp trai do tốt bụng này giúp mình một cái màn tôn. Mà bây giờ anh gọi thằng Bình rồi, anh nói là bé Hà đang chạy luôn. Dạ. Nên là nó kêu gỡ dạ ok anh, khi nào mà bé Hà lên nó là gọi em là 30 giây có mày. Dạ. Đấy, bây giờ anh dạ nha mọi người, bây giờ mình sẽ tắt cái máy quay, mình phổ biến cho hai đầu chày đây chứ giờ đầu chày đây á thì học cũng giỏi mà đầu chày đây thôi khỏi nói cũng bỏ. Bây giờ mình sẽ phổ biến nha các bạn theo chân mình nha. Rồi nó đấy là với bé Hà ngồi chỗ đó để cho thấy đẹp thằng năng rồi. Đó, em ngồi ở đó luôn rồi. Chú lại đồ hối anh gì đồ chế độ dẫn tao sao mày. Thôi sao chào chào anh với bạn nhà với thấy sắp tới bị hối với hai thằng quạt dạ không menu bình điện dạ không menu bình điện giờ mấy bây giờ nghe mày coi trong đó có món gì ngon đem hết ở đây, bữa nay có người lo cho rầu dạ rầu tụi anh nói chung số dạ rồi đợi em bao nhiêu anh đồ quá đại như vậy. Cả tiền mà nói gì nó cũng sang anh nói em cuộc đời đây mà chỉ cần có tiền thôi là em có mọi thứ gì rầu. Giờ em tin anh có con biết không, anh xin tao một cái là tao liền đó. Mày giỡn á, giờ tao còn ngồi xuống tao uống phơ kêu nói vợ tao nữa nó chửi tụt tăng á. Mày hư này, em hư lắm nha Nam. Hư cái gì đâu? Này em thấy nó hư lắm anh. Bé Hà em nghĩ sao, anh đã nói là cái chuyện mà con không có bật được kiếm tiền. Đừng nói vợ anh mà, nó xuống nó khai với vợ anh. Mày nghĩ ra được. Cái gì mà khai? Mày nghĩ được, sao không khai?
mình là người trung thực mình phải nói đàng hoàng. Nhưng mà đang có bầu à? Bà như liên quan gì? Hay hốt mà. Liên quan gì đâu? Cỡ bả chứ. Hầu lâu á? À? Lấy hầu lâu á? À? Do chờ anh mà em bé anh em uống hết rượu ạ. Nhìn gái không? Là vậy? Sát khuẩn ngủ ăn cho đi. Sát khuẩn kỹ dữ đây. Sát khuẩn. Còn coi anh em như vi khuẩn bị rút rồi sao vô thì sát khuẩn. Sát khuẩn quá sao dịch Covid nữa. Rồi chú gà đâu xong chú gà đây. Từ làm sao không? Thế chưa gì hết anh vô anh liền không nó dùng đựng trách gì mình là tâm hồn anh uống rồi à, đúng không à, mày nữa nè mày uống không nữa nó chưa dịch quá nghỉ à không biết không ờ làm chay cho đi đá luôn chứ bia luôn cái đá không nậu chuyện dữ mày người ta quá nghĩa hiền mà làm như nhà hàng chay rồi thôi thôi cái nó cũng lách sơ mà cũng có đá rồi cho uống chuyện dữ mày nó uống được rồi ở đây đúng số sao mà rủ em xuống nhậu được rồi sao biết báo trúng 15 củ uống được không? Ly đá đi uống được không? Uống giải được không? Ly đá nữa chứ uống không không uống không được không nậu trời làm lẹ lấy gà đây đó đi má heo má heo chạy đúng rồi má heo rồi má heo ơi cho má heo anh một má heo chỉnh nhất nha chú quán cái má heo ngon lên má heo nào mà chỉnh nhất á nữa em sao thì giá tiền mà đúng rồi chứ anh giữ cha có đá chỗ đá đi đá vô ạ à. Được hả đúng lâu lâu anh mỗi lần ngọt gương quán đồ phục vụ đồ tận tình đồ vô chứ ok anh à, quán dạ ở đây có tiết mục nhỏ bánh bao rồi không? Dạ có anh. có nếu mà anh khách yêu cầu là có hết. Thế? Có vậy. Vui. Đợi chút. Cái đập bụng. Ừ có nước không con ăn? Dạ thì mình cứ khuya xíu với anh. Khuya là mấy giờ? 9 giờ, 9 rưỡi 10 giờ rồi trở lên rồi. Là chừng nét không giờ bà giờ không giờ chứ. Mấy anh ngồi chơi đây 9 giờ mấy đó, mấy anh có nhu cầu thì Oh no. Nó đúng cuộc đời sướng mình rồi. Anh nói em không có gì mà sướng mình có tiền hết. Đây anh cái đây phần này em tặng mấy anh em ngầu nhậu tiếp cho vui. Hả? Dạ. Tặng nghe. Dạ cái đây tặng. Tặng thì lại đây. Dạ. Đây cái ly đây là ly của thằng đó. Dạ. Bây giờ là mày uống hết ly đây. Dạ coi như là tình cảm mà mày tặng cái cục xương heo. Dạ anh hết rồi bây giờ cũng tặng xương mà cũng tặng à, có tặng là được mày mà nói chuyện như sao được mày quân có tặng là mừng dạ, mời anh không mời em không lên bóc quân có 15 ngàn rồi đòi xíu anh quân đã rồi mày đâu rồi nhất hoài cái chuyện nó sẽ mệt mình mỗi dưới mình thôi quay rồi cãi anh không anh uống cạn chứ sao bây giờ anh nói với em mày dạ đây bây giờ anh uống cạn anh không mày đây dạ rồi tiếp tình em anh tiếp bây giờ anh uống cạn đi em uống cạn rồi uống xong rồi đây để đầu có rất nhiều em uống tao đang đều đây từ uống đi rồi đi đừng có vậy bây giờ anh đều đái mày hiếu không mày hiếu cái đúng rồi tao đang đều đái không mày đều đái nhưng mà uống hết ly đi chứ tự nhiên đâu đúng rồi anh uống hết ly rồi anh đái chứ tao đái quần 3 triệu không thì giờ anh uống cái giặc đi rồi anh đi ra vô mấy mươi rồi bả cho anh nằm cái gì á tôi uống chịu bán giờ giấy uống ngay là uống hết được sợ anh đi đây anh vô anh giải quyết đẹp không đâu đừng uống hết ly rồi phải đi mà uống hết ly mày thua tí nó thôi mày tí hình cho tim mà uống hết ly hay cho chiều cho vậy thua à, sao mình lại ok được tao đái xong tao vô tao giết mày. Alo Hưng à, nghe
qua tao chơi nè. Ừ? Chú cứ mua bia, tao ở đây đã có mồi. Ok ok. Alo Ly à, nè, qua tao chơi nè. Làm gì? Chú cứ mua mồi đi, ở đây tôi đã có bia. Ok. Người gì đâu sao mà khôn, ư ư ghét ghê ghét ghê. Mồi đây, ôi mồi đây. Có bia tới đây tới đây. Mời vô, xin mời vô, uống nhanh uống nhanh uống nhanh. Thì ra anh chơi dơ mà lừa luôn anh em của tôi. Ê, 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 không có chừa lòng đòn, nào xuống. Sao mà ép người quá đáng nha Bình. Anh nói với mày đừng buồn, nhưng mà ép người quá đáng. Cái gì mà ép? Anh đã uống lòng ba rồi, giờ anh làm một hơi nữa là hết với mấy đâu mà. Hả chưa? Mày tâm cuộc đời này, tao nói mày, tao là bây giờ chỉ có thiếu mỗi thứ. Mà thôi mày đừng nói với tao, không thích nói mày nữa. Giờ hai anh em, Ngầu, anh đi ra anh đái gì hết. Hay là ông đái tao không nói gì hết. Dạ, 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 dạ. Vô, dạ. Dạ rồi. Có cho chó ăn chè không? Không, đồn đánh cấp. Nói dạ rồi, rồi, rồi. Tiếp, tiếp. Nghiệm anh, nó đánh cấp lên. Dạ, rồi. Tao nói mày chuyện giờ tiền nó không còn quan trọng nữa. Dạ, dạ, dạ. Chuyện quan trọng là tôi không có tiền. Cái chuyện là chuyện của em, còn cái chuyện của anh là anh đi đái. Dạ rồi. Gì đâu mà uống gì mà cứ nhiều vậy mà uống đồ tháo đồ. Ôi kệ tờ anh Hân vô nhá, quan ly quá trời kẹp với nhau rồi. Nãy anh Hân anh đi đáng cái gì nó anh Hân cũng hết rồi, giờ anh em mình dày rồi nữa nhá. Vô tôi cua quán nghe nha. Ông ngồi đây ăn xíu. Ngồi thân đi chứ nãy giờ sao. Rồi 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 ông ngồi. Alo 113 xin nghe. Alo trình bày đi anh ơi. Alo có việc gì đấy, đang ở đâu? Alo 113 xin nghe. Alo trình bày đi anh ơi. Alo có việc gì đấy, đang ở đâu? Thôi bà nó giờ cũng tấu bộ à, thôi giờ anh em mình dọn dẹp tính, giờ còn mình bình ở lại thì tính sao? Tính tiền thì tính sao nữa? Tính tiền thì ông Hằng tính quý anh đủ cái chuông, sao cũng không chạy cái răng con heo ra. Không mà cái răng heo sao càng quý? Cái răng heo còn dính đây em bắt tiền. Mà giờ là giờ ở ngầu đây nhậu rồi, giờ có nó thì nói mà có tính tiền luôn á thì nói, mà cái mặt ông á là tôi thiệt là tôi không dám đến nữa. Cái mặt ông là nó cái dáng cái hai cái từ dáng xảo quá, ông Hân chưa qua đây ông tính tiền rồi, nhưng không, nhưng mà bây giờ anh Hân anh đi đâu tôi không biết, nhưng còn ông giờ... bạn ông mà tự nhiên đòi tiền không, giờ tự nhiên không không bắt chú tính tiền ông thằng tà. Không mà ông thằng tà nghe, giờ còn mình ông ở đây nãy giờ ông Hân, ông gọi ông Hân tới đây gọi cái được không? Bắt máy ngủ không? Hả? Ngủ không giờ ông nghiên cứu hay là sao thế độ lại chứ giờ tự nhiên ông giờ sao quá mơ mơ giờ cho nữa giống quá. Ủa anh em đúng làng không mà làm gì đó giống 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 làng làng chứ giờ ông cứ tới ăn nọ vậy mà 15.000 mà ông đợi mấy tháng rồi ông trả, giờ cái công chuyện như thế này em nói anh này còn có 1.000.000 thôi mà. What? Em nói anh này em vô sau thằng kia anh vô nhậu ăn ông tính tiền em để ăn thầu em có đem tiền không chứ gọi vô ăn gì uống gì đó không biết, nhưng mà giờ cái người cuối cùng ngồi lại là người tính tiền, tính xong bây giờ hoặc là có gì thuế lại thôi để xi lại cái rau giỡn hoài mà nó giỡn bữa giỡn rau có 15.000 rồi. Ủa chưa kia giờ kia mặt mày nó dán cái từ không uy tín lên trán luôn. Wow. Không giờ nghiên cứu gọi ai ra đến tiền hoặc là để đồ lại vậy rau, nhưng không có nói nhiều nữa. Bao giờ anh em mình nghiên cứu cái gì là vậy? Cái gì vậy?
nó anh là nó tấn tiền anh chuyển tiền hàng anh chúc anh chuyển được tiền chứ nói với anh em mà không em chốt làng đó là từ tấn gì đâu mà không không do đỡ đổ lại thì giờ hay là kêu người xuống tấn bây giờ tôi không có tiền tấn không làm gì đợi xe lại tao anh nào anh nói tấn này rồi anh đặng gái rồi cái xe vô nói tới tính thì tất cả cái CEO với cái CEO đến gọi anh gọi ai đi xuống anh đừng giờ có gọi người tính đi ông làm với cái CEO với cái CEO chứ giờ cái mạch này là nó nợ có 15.000 mà nó nợ mấy tháng đầu bây giờ toàn đồ vậy có trên 1 triệu bạc không với cái CEO em nói anh nè gọi thằng chú đã chuyển không giờ gọi hay không là không còn biết bây giờ mày gọi được gọi không gọi được ngày mai xuống lái xe giờ có tiền lái xe già còn không có tiền thôi cứ để yên cái xe đó được chưa? Ok bây giờ tôi kiếm món nhậu đây nhiều cái má là đây là 140 rồi lòng nữa lòng là nãy giờ ăn là 20 cây là 100.000 nữa 240 bia 2 thùng 1 thùng 120 là 2 thùng là 440 còn gì nữa đâu mà khóc với sầu không giờ tôi đưa tiền làm sao giờ sao tôi không đưa tiền hả giờ thế nào giờ giữ cái xe được không khủng quá đồ mấy ông vô quán nhậu mấy ông trâu mà sao anh thì bữa nào tôi đưa tiền cho chứ nói bữa nào là bữa nào quá tự nhiên lại luôn lại luôn mà đi em tôi giết mày được giờ lấy tiền xuống chuột xe không giỡn giờ lấy tiền xuống chuột xe không thì biến không có nhậu cùng ông có biết không đó là cùng một khi tôi cả tập hiệu đó là vấn đề khác người đi xe xịn đừng có ở mà ngồi đây nọ được chưa mà ông hằng kia tôi cho ấy với ông giờ chút ông quay lại với ông làm gì không đó là chuyện khác còn ngầu ở đây là chuyện khác tạo nó 400 mấy ngàn mà làm gì đâu anh em giờ thích lấy không tiền được. đi đâu kiếm tiền giờ đây không được chứ coi không thì máy đồ đây giờ thích xin lại anh giao thích lấy tiếc luôn được không quá đồ lớn rồi quá thích giờ lấy tiền xuống cho không thì biết ai út mà sao sao trả không không bây giờ ở đây rồi sao thích ở đâu đừng rồi sao mà em trả anh cứ làm gì đâu giết mày có mày đâu mày nhô tôi đâm chưa làm gì đâu chú này nhô mẹ giống mày chú này ăn nợ đâu quen không sao em nằm đậu em ăn chơi dữ mày chuột cái gì mà em nhậu cái tiền luôn mày cái gì mà đến bình giờ nó chảy đây là tổng biểu nhiêu thì tổng biểu 580 thôi ông im mẹ à mồ đi đại hốt mà tiền nhậu từ đầu đến chứ nó nợ đúng một trăm ngàn đúng một trăm ngàn mấy trăm đồng lấy khóa đây. Biết gì chứ cái gì? Em biết giờ nó nghiên cứu tiền sao nghiên cứu em chứ. Bây giờ nói chung là trước là cảm ơn em. Dạ. Bây giờ anh lái máy bay lên anh. Nó đi đường nào? Nó đi đường này. Em biết hồi nãy nó chạy lên kia rồi em biết chỗ đây hai đường em biết nó đi đường nào rồi. Thật đời em chạy được. Dạ. Dạ. Quay video nãy giờ à? Lâu lâu mình cứ trôn được và mình bóc cửa nó đã gì mà đã rồi. Thì ở cho mình tức cơ lắm nha. Thương thì thương nhưng mà tức là tức nha các bạn. Tự nhiên bữa nay trôn vừa được nó vừa và thấy nó phơ gì mà trong người nó phơ chịu không nổi luôn các bạn. Thì thôi bây giờ là Hân xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video tới giờ phút này luôn. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn các bạn. Nói chung cảm ơn tất cả mọi người vậy thôi. Bây giờ mình sẽ xin dừng video ở đây. Nếu mọi người cảm thấy mà team mình hòa đồng vui vẻ thì hãy đỡ lại cho mấy anh em mình một like, một subscribe và một share. Bây giờ mình sẽ thanh toán tiền nhậu vô chiều giờ nha các bạn. Thực sự là Hân say rồi, Hân không mệt luôn. Nhưng mà bây giờ Hân sẽ ra thanh toán tiền cho người ta. Rồi xong rồi á, mình chạy lên dí theo, gọi là dí theo á, dí theo bình bóng nha các bạn. Đỡ coi thứ cái cảm giác nó như thế nào, chứ giờ cái xe nó còn đỡ ngồi đây. Thực sự là cái xe của mình bóng còn đỡ ở đây nha các bạn. Mình không biết làm sao đâu các bạn. Nói chung là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.
Bye bye.